Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thưa Ngài, cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Cameron của Vương quốc Anh gặp cựu Tổng thống Trump trước cuộc tranh cãi ở DC. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề: United Kingdom's Cameron meets with Trump ahead of DC swing. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Nhà ngoại giao hàng đầu của Anh đã gặp cựu Tổng thống Donald Trump tại Florida vào hôm thứ Hai như một phần trong nỗ lực tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine. David Cameron, Ngoại trưởng Vương quốc Anh, đã đến thăm cựu Tổng thống Trump trước chuyến đi dự kiến tới Washington DC, nơi cựu Thủ tướng Anh dự kiến gặp Ngoại trưởng Antony Blinken và các nhà lãnh đạo quốc hội trong hai ngày tới. Cameron dự kiến sẽ thảo luận về một loạt ưu tiên với các đồng minh, bao gồm cả việc mang lại sự ổn định cho Trung Đông. Trong một tuyên bố, phát ngôn nhân của chính phủ Anh cho biết, thông lệ tiêu chuẩn là các bộ trưởng phải gặp gỡ các ứng cử viên phe đối lập như một phần trong hoạt động giao lưu quốc tế thường lệ của họ. Cameron đã gặp Thượng nghị sĩ Mitt Romney vào năm 2012 khi Romney đang tranh cử Tổng thống và Cameron làm Thủ tướng. Chuyến thăm của Cameron diễn ra trong bối cảnh Tòa Bạch Ốc đang nỗ lực thuyết phục Quốc hội phê chuẩn gói viện trợ mới cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Khoản viện trợ này đã bị sa lầy tại Hạ viện, mặc dù Thượng viện đã phê duyệt gói 60 tỷ Mỹ Kim gần 2 tháng trước. Cameron gần đây đã viết một bài báo chung với Ngoại trưởng Pháp, trong đó Cameron cảnh báo rằng nếu Putin chiến thắng ở Ukraine thì tất cả chúng ta đều thua. Trong một tuyên bố do Đại sứ quán Anh đưa ra, Cameron nói rằng thành công đối với Ukraine và thất bại đối với Putin là rất quan trọng đối với an ninh Mỹ và Âu Châu. Điều này sẽ cho thấy rằng biên giới rất quan trọng. Sự gây hấn đó không mang lại kết quả và các quốc gia như Ukraine có quyền tự do chọn lựa tương lai của mình. Giải pháp thay thế sẽ chỉ khuyến khích Putin nỗ lực hơn nữa để vẽ lại biên giới Âu Châu bằng vũ lực và sẽ được Bắc Kinh, Tehran và Bắc Hàn lắng nghe rõ ràng. Cựu Tổng thống Trump đã nhiều lần gợi ý rằng nếu ông là Tổng thống, ông sẽ có thể chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra. Mặc dù tờ Washington Post đưa tin cuối tuần này, một phần trong kế hoạch của ông sẽ kêu gọi Ukraine từ bỏ một số lãnh thổ của mình cho Nga. Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump cho rằng câu chuyện của Post là tin giả trong một tuyên bố gửi cho New York Post. Phát ngôn nhân của cựu Tổng thống Trump đã không trả lời yêu cầu bình luận về cuộc gặp giữa cựu Tổng thống Đảng Cộng Hòa và Cameron, là điều được tờ The Sun của Vương quốc Anh đưa tin đầu tiên. Cameron trước đây đã có những lời lẽ gay gắt về cựu Tổng thống Trump. Chỉ hai tháng trước, Cameron đã chỉ trích cựu Tổng thống Trump về bình luận mà ông đưa ra tại một cuộc vận động tranh cử, cho rằng ông sẽ để Nga tấn công các đồng minh NATO không tuân thủ các cam kết chi tiêu. Bản đồ Avdiivka cho thấy những bước tiến đáng kể của Nga ở miền đông Ukraine. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề: Avdiivka map shows Russian significant advance in eastern Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Các bản đồ mới cho thấy các lực lượng Nga đang tiến về phía tây thành trì Avdiivka bị chiếm giữ của Ukraine, với những lo lắng về viện trợ quân sự trong tương lai ngày càng sâu sắc ở Kyiv. Chỉ vài tuần trước khi các quan chức Ukraine nói rằng Mạc Tư Khoa có thể khởi động một cuộc tấn công mới ở phía đông đất nước, Julian Robske, một chuyên gia quốc phòng của tờ Bild của Đức, cho biết trong một bài đăng trên X rằng những lợi ích đáng kể nhất của Nga vào đầu tháng này là xung quanh làng Pevomensky và giữa các khu định cư Tonenke và Umensky, cũng như xung quanh Semenika. Semenika nằm ngay phía đông nam Berdychi, nằm ở phía tây bắc làng Olika. Nga đã tiến về phía tây Avdiivka kể từ khi nắm quyền kiểm soát thành phố chiến lược phía đông Ukraine vào giữa tháng 2, sau nhiều tháng giao tranh gay gắt và đẫm máu.
Ukraine vội vã thiết lập lại các tuyến phòng thủ, nhưng phần lớn không thể ngăn chặn những bước tiến chậm chạp của Nga do thiếu đạn pháo. Vào cuối tháng 3, Nga cho biết họ đã chiếm được Tonenke và Mạc Tư Khoa, cũng được cho là đang kiểm soát làng Olika ngay phía bắc Tonenke. Viện Nghiên cứu Chiến tranh gọi tắt là ISW của Mỹ hôm Chủ nhật cho biết, lực lượng Nga đã tiến về phía đông nam Umensk, phía tây Olika và Tonenke, và ở phía nam Semenika. ISW cho biết thêm, Mạc Tư Khoa cũng đã đạt được một số lợi ích về phía tây bắc Pervomaysk và tiến đến trung tâm thị trấn. Trung tâm Chiến lược Quốc phòng, một tổ chức tư vấn tập trung vào an ninh Ukraine, cho biết hôm Chủ nhật rằng Nga đã tiến về phía tây nam Umensk, vào trung tâm Pervomaysk, cũng như ở miền nam và miền trung Semenika. Quân đội Ukraine hôm thứ Hai cho biết họ đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công của Nga xung quanh Pervomaysk và làng Nevelsk, phía tây nam Pervomaysk và gần Natelove, phía tây bắc Pervomaysk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng lực lượng của họ đã chống lại 5 cuộc phản công của Ukraine, bao gồm xung quanh Perichi và làng Novokalinove, phía đông bắc Perichi. Sự thất thủ của Avdiivka là chiến thắng quan trọng nhất đối với Điện Cẩm Linh kể từ khi nước này chiếm được thành phố Bakhmut, hiện đã bị tàn phá vào tháng 5 năm 2023. Đầu tháng này, Ukraine cho biết các chiến binh của lữ đoàn dù số 25 của nước này đã ngăn chặn một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga gần Tonenke, phá hủy một số xe tăng và xe thiết giáp của Nga. Tổ chức cố vấn ISW mô tả cuộc tấn công là cuộc tấn công cơ giới hóa quy mô tiểu đoàn đầu tiên của Mạc Tư Khoa kể từ khi Điện Cẩm Linh bắt đầu cuộc tấn công vào Avdiivka vào tháng 10 năm 2023. Ukraine đã làm như vậy, trong khi phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung cấp quan trọng, đặc biệt là đạn dược từ các nước phương Tây ủng hộ. Tuần trước, Kyiv đã thành công trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công dồn dập của đối phương trên toàn bộ tuyến liên lạc, bất chấp những hạn chế dai dẳng về nguồn lực vật chất, Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine cho biết hôm Chủ nhật. Các quan chức Ukraine cho biết, Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công mới vào các vị trí của Ukraine vào đầu tháng tới. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của các gói viện trợ quân sự từ phương Tây để giúp lực lượng Ukraine chống lại các cuộc tấn công mới. Một đợt viện trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo mới cho Ukraine trị giá khoảng 60 tỷ Mỹ Kim đã bị cản trở tại Quốc hội trong nhiều tháng do đấu đá nội bộ. Sự hỗ trợ an ninh của Mỹ là xương sống trong sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Kyiv. Nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, điều đó có nghĩa là chúng tôi không có hệ thống phòng không, không có hỏa tiễn Patriot, không có thiết bị gây nhiễu cho tác chiến điện tử, không có đạn pháo 155 ly. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với The Washington Post trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào cuối tháng 3. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ phải lùi lại, rút lui, từng bước một, từng bước nhỏ, Zelensky nói. Ông nói thêm, nếu tiền tuyến không cầm cự được vì thiếu hụt, người Nga có thể đến các thành phố lớn. Trung tướng Kirilo Budano, nhà lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Kyiv cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố cuối tuần qua với đài truyền hình ARD của Đức rằng Nga sẽ tập trung vào khu vực Donbass của Ukraine hoặc khu vực phía đông Donbass và Luhansk vào cuối mùa xuân và đầu mùa xuân, mùa hè. Nga tăng cường đổ lỗi cho Ukraine về vụ tấn công khủng bố, khoe khoang đang tăng cường tuyển quân. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russia ups blame shifting for terror attack to Ukraine. Bragg is boosting recruitment. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thủy Khanh. Mạc Tư Khoa tuyên bố hàng ngàn người khác đã ghi danh chiến đấu ở Ukraine sau vụ xả súng hàng loạt tại tòa thị chính Kharkiv. Điện Cẩm Linh đang tăng cường nỗ lực chuyển trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố tòa thị chính Kharkiv sang Ukraine, đồng thời lợi dụng vụ việc này để tăng cường tuyển quân cho lực lượng vũ trang của mình. Và nó dường như đang hoạt động. Mặc dù nhóm khủng bố ISIS-K đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công hồi tháng trước, trong đó các tay súng đã giết chết ít nhất 144 người. Điện Cẩm Linh vẫn tiếp tục cáo buộc, dù không có bằng chứng,
rằng thủ phạm có liên hệ với Ukraine và các đồng minh phương Tây của nước này. Nỗ lực đổ lỗi là rất quan trọng đối với Putin, người đã cẩn thận xây dựng hình ảnh một người mạnh mẽ, vì chế độ của ông đã bác bỏ những cảnh báo của Mỹ về một cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng sắp xảy ra ở Mặc Tư Khoa. Hôm Chủ nhật, truyền thông nhà nước Nga đã công bố đoạn phim về những gì họ nói là cuộc thẩm vấn 4 người, Tajiks, mà Mặc Tư Khoa cho rằng đã thực hiện vụ tấn công. Trong video, những người đàn ông bị đánh đập và bầm tím nhìn phía sau camera và đưa ra những câu trả lời dường như đã được diễn tập, cho biết họ đã cố gắng chạy trốn đến Kyiv, nơi một người đàn ông hứa sẽ thưởng cho họ 1 triệu rúp hay 10.000 euro mỗi người. Đài truyền hình nhà nước Nga cho biết 4 người đàn ông này có hình cờ Ukraine trên điện thoại của họ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga vui mừng báo cáo vào tuần trước rằng việc tuyển quân đã tăng vọt sau vụ tấn công khủng bố, cho biết. Trong 10 ngày qua, khoảng 16.000 công dân đã ký hợp đồng tham gia hoạt động quân sự đặc biệt. Đa số các ứng cử viên cho biết mong muốn trả thù cho những người thiệt mạng trong thảm kịch xảy ra vào ngày 22 tháng 3 năm 2024 ở khu vực Mặc Tư Khoa là động lực chính để ký kết hợp đồng. Trong các video hôm Chủ nhật, 4 nghi phạm nói rằng họ đã được hứa sẽ đi qua biên giới an toàn vào vùng Sumy do Ukraine kiểm soát. Đó là một con đường không thể thực hiện được vì những người đàn ông này sẽ phải vượt qua vùng lãnh thổ có nhiều quân đội và cơ quan an ninh Nga trước khi đến được khu biên giới có nhiều mìn và bị ném bom liên tục. Nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko đã mâu thuẫn một cách thẳng thừng với tuyên bố của đồng minh thân cận Putin trong những ngày sau vụ tấn công tòa thị chính Rokets, nói rằng các nghi phạm khủng bố thực sự đã tìm cách đến Belarus ngay sau khi gây án. Kyiv đã nhiều lần phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với vụ tấn công, trong đó phát ngôn viên tình báo quân sự Andriy Yusov nói với Politico rằng Nga đang sử dụng nó để gieo rắc lòng căm thù đối với người Ukraine và tăng quân số. Vương quốc Anh cho biết tổn thất của Nga ngày càng tồi tệ hơn, mặc dù sụt giảm trong tháng 3. The Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russian losses getting worse despite March drop, UK. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thúy Nga. Theo một đánh giá mới, tổn thất trung bình hàng ngày của Nga đã giảm trong suốt tháng 3, nhưng thương vong hàng ngày của Mặc Tư Khoa lại tăng lên mỗi năm kể từ khi Putin tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Tổn thất của Nga ở mức 913 binh sĩ một ngày trong suốt tháng 3 năm nay, giảm trung bình 74 binh sĩ mỗi ngày so với tháng trước, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một bản cập nhật tình báo đăng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, kể từ khi quân đội Nga tiến vào Ukraine, gây ra chiến tranh tổng lực ở nước này, chính phủ Anh cho biết mỗi năm tỷ lệ tổn thất trung bình hàng ngày của quân đội Nga đều tăng lên. Theo Bộ Quốc phòng Anh, con số này đứng ở mức 400 vào năm 2022, tăng lên 693 vào năm 2023 và đạt 913 trong 3 tháng đầu năm nay. Sự gia tăng này phản ánh sự phụ thuộc liên tục của Nga vào lực lượng lớn để duy trì áp lực lên tiền tuyến Ukraine. Quân đội Ukraine hôm Chủ nhật cho biết Nga đã mất tổng cộng 447.510 sĩ quan và binh sĩ kể từ tháng 2 năm 2022. Số thương vong thường tăng đột biến trong các trận chiến kéo dài, chẳng hạn như khi Nga phát động cuộc tấn công vào thành phố chiến lược Avdiivka của Donetsk vào tháng 10. Mặc Tư Khoa đã kiểm soát khu định cư hiện đã bị tàn phá kể từ giữa tháng 2. Cục tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đánh giá rằng việc Nga giảm tổn thất vào tháng 3 năm nay có liên quan đến việc Nga ít tấn công hơn kể từ khi chiếm được Avdiivka, xây dựng thời gian nghỉ ngơi cho quân đội của mình và mong muốn giảm số lượng thương vong trước cuộc bầu cử ở Nga được tổ chức vào giữa tháng trước. Bộ Quốc phòng Anh hồi tháng 3 cho biết số thương vong hàng tháng của Nga trong tháng 2 là cao nhất trong cuộc chiến toàn diện. Vào ngày 3 tháng 3, chính phủ Anh ước tính tỷ lệ thiệt hại hàng ngày của Nga đã lên tới 983, đồng thời cho biết thêm rằng từ tháng 2 năm 2022 đến đầu tháng 3 năm nay, Mặc Tư Khoa
có thể đã phải hứng chịu hơn 335.000 thương vong. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết vào giữa tháng 3 rằng Ukraine đã phải chịu khoảng 71.000 thương vong kể từ tháng Giêng năm nay. Con số này rất giống với con số thương vong của Nga do quân đội Ukraine đưa ra. Con số của Kyiv vào thời điểm đó cho thấy thương vong của Điện Cẩm Linh vào khoảng 72.000 người kể từ đầu năm. Các ước tính chi phí cho thấy tổn thất của Nga ở Ukraine đạt đến cột mốc nghiệt ngã. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russian losses in Ukraine approach grim milestone. Cost estimates show. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Theo một ước tính mới, tổng chi phí cho tổn thất thiết bị trên quy mô lớn của Nga ở Ukraine là gần 55 tỷ Mỹ Kim, chưa có hồi kết trước cuộc chiến tranh mệt mỏi và một cuộc tấn công mùa hè có thể xảy ra của Nga. Theo tính toán của mifin.com.ua, một cổng thông tin tài chính Ukraine, Nga đã mất khoảng 54,88 tỷ Mỹ Kim trang thiết bị trong hơn 25 tháng chiến tranh tổng lực ở Ukraine. Các số liệu dựa trên dữ liệu do quân đội Ukraine công bố và tính toán về chi phí thiết bị của Forbes Ukraine là ước tính về những thiệt hại tài chính mà Nga phải hứng chịu do tổn thất thiết bị ở Ukraine. Các tính toán dường như đã tính đến nhiều tổn thất về thiết bị và vật chất của Nga, bao gồm xe thiết giáp, hệ thống phòng không, xe tăng và các chi phí phát sinh do bắn vào kho hỏa tiễn hành trình của Mạc Tư Khoa. Nếu chính xác, tổn thất này sẽ chiếm gần một nửa ngân sách quốc phòng năm 2024 của Nga là 10,78 ngàn tỷ rúp hay 117 tỷ Mỹ Kim. Nga đã tăng chi tiêu quốc phòng kể từ tháng 2 năm 2022, hiện phân bổ khoảng 1/3 chi tiêu cho quân đội. Sau cuộc xâm lược, nhiều quốc gia khác, chủ yếu là những quốc gia ủng hộ Ukraine, đã tăng chỉ tiêu quốc phòng và đánh giá lại các chính sách quốc phòng lâu đời. Các quốc gia Âu Châu đã xem xét lại các ngành công nghiệp quốc phòng của mình một cách rộng rãi, trong khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO sau nhiều thập kỷ đi theo đường lối trung lập. Theo số liệu, chi phí cao nhất dường như thuộc về đội xe tăng của Nga. Tính đến thứ hai, các tính toán cho thấy chi phí tổn thất xe tăng của Nga là gần 11 tỷ Mỹ Kim. Tổn thất xe tăng của Nga rất lớn. Trong những tháng đầu khi Mạc Tư Khoa xâm chiếm Ukraine, Nga đã phải hứng chịu những tổn thất nặng nề về lực lượng xe tăng của mình, điều mà các nhà phân tích phương Tây cho rằng là do những thất bại trong tổ chức và lập kế hoạch gây ra từ các cuộc tấn công bọc thép đầu tiên của Nga. Các chuyên gia cho biết, sự gián đoạn trong chuỗi chỉ huy, huấn luyện kém và thương vong ban đầu nặng nề đã khiến rất ít binh sĩ Nga có thể huấn luyện thế hệ lính xe tăng tiếp theo. Mặc dù chiến thuật của Nga đã thích ứng, nhưng nhiều năm chiến tranh tiêu hao đã xé nát lực lượng xe tăng Nga. Vào tháng 2, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Anh, ước tính rằng Mạc Tư Khoa đã mất hơn 3.000 xe tăng trong 2 năm chiến tranh, nhiều hơn toàn bộ lực lượng đang hoạt động trước chiến tranh của nước này. Các ước tính từ quân đội Ukraine cho thấy tổn thất xe tăng của Nga lên tới hơn 7.000 chiếc. Nhưng sau khi đặt ngành công nghiệp quốc phòng của mình vào tình thế sẵn sàng chiến tranh, Điện Cẩm Linh đã có thể bổ sung kho xe tăng của mình trong khi vẫn chiến đấu chống lại Ukraine. Putin cho biết hồi đầu năm nay rằng sản lượng xe tăng nội địa của Nga đã tăng gấp 5 lần kể từ tháng 2 năm 2022. Điện Cẩm Linh cũng đã tung ra những chiếc xe tăng cũ khỏi kho và tái sử dụng các phương tiện cũ để vận chuyển và kích nổ chất nổ xung quanh mục tiêu được gọi là thiết bị nổ tự chế trên xe. Các quan chức Ukraine cho biết Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công mới vào các vị trí của Ukraine sớm nhất là vào tháng tới và nhấn mạnh tầm quan trọng của các gói viện trợ quân sự từ phương Tây để giúp lực lượng Ukraine chống lại các cuộc tấn công mới. Trung tướng Kirilo Budano, nhà lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Kyiv, cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố cuối tuần qua với đài truyền hình ARD của Đức rằng Nga sẽ tập trung vào khu vực Donbass của Ukraine hoặc khu vực phía đông Donetsk và Luhansk vào cuối mùa xuân và đầu mùa xuân, mùa hè. Bất chấp những thắng lợi gần đây của Nga về phía Tây ở miền đông Ukraine, các nhà phân tích phương Tây cho rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn dọc theo một phần của tiền tuyến. Mạc Tư Khoa có thể sẽ bị bó tay bởi những hạn chế về nhân lực và kế hoạch của chính mình.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh, cơ quan theo dõi cuộc xung đột đánh giá vào cuối tháng 3. Luftwaffe của Đức được triển khai để đánh chặn máy bay Nga trên biển Baltic. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Germany's Luftwaffe deployed to intercept Russian plane over Baltic Sea. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thúy Nga. Lực lượng không quân của Đức, thành viên NATO, hôm thứ Bảy cho biết các máy bay phản lực Eurofighter của Đức đã chặn một máy bay Nga bay qua biển Baltic, trong ví dụ mới nhất về việc máy bay Nga bay qua khu vực mà không có bộ thu tín hiệu. Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Luftwaffe cho biết các chiến đấu cơ của NATO đã cất cánh từ thị trấn Livada của Latvia ở phía đông nam thủ đô Riga vào thứ Bảy. Lực lượng không quân Đức, thường được gọi là Luftwaffe, cho biết một máy bay tình báo IL-20 của Nga, còn được NATO gọi bằng tên Kut-A, đang bay mà không có bộ thu phát tín hiệu trên vùng Baltic. Bộ tiếp sóng giúp cơ quan chức năng xác định và theo dõi máy bay. Biển Baltic phần lớn được bao quanh bởi các nước NATO, nhưng vùng ngoại ô Kaliningrad của Nga cũng nằm quanh biển, kẹp giữa Ba Lan và Lithuania. Lãnh thổ này là nơi đóng quân của hạm đội hải quân biển Baltic của Nga và có một căn cứ hải quân quan trọng. Thụy Điển đã gia nhập NATO vào đầu tháng trước, tăng cường sự hiện diện của liên minh này ở phía Bắc và phía Tây biển Baltic. Vào cuối tháng Giêng năm nay, lực lượng không quân Đức cho biết họ đã phát hiện một chiếc IL-20 của Nga bay mà không có bộ thu phát đáp trong không phận quốc tế phía nam biển Baltic. Luftwaffe cho biết vào thời điểm đó, một máy bay NATO đã đi cùng nó một thời gian ngắn trước khi nó quay trở lại phía đông. Quân đội Pháp sau đó cho biết vào cuối tháng 2 rằng các chiến đấu cơ Mirage 2005 của họ đã chặn một máy bay IL-20 của Nga ngoài khơi bờ biển Estonia. Vào đầu năm, NATO cho biết lực lượng không quân của họ trên khắp Âu Châu đã xuất kích hơn 300 lần để đánh chặn máy bay quân sự Nga tiếp cận không phận của liên minh trong năm qua. NATO cho biết hầu hết các vụ đánh chặn đều diễn ra trên biển Baltic. Liên minh cho biết các nước NATO sẽ điều động máy bay phản lực khi có dấu hiệu máy bay quân sự Nga tiếp cận không phận đồng minh theo những cách không thể đoán trước. Cuộc chiến ở Ukraine hiện đã bước sang năm thứ ba, đã khiến nhiều quốc gia, đặc biệt là ở Âu Châu, phải đánh giá lại chính sách an ninh và chi tiêu quốc phòng của mình. NATO đã điều thêm lực lượng tới sườn phía đông, nơi gần Nga và Ukraine nhất kể từ khi chiến tranh toàn diện nổ ra vào đầu năm 2022. NATO cho biết họ đã tăng cường lực lượng phòng không trong khu vực, tăng số lượng chiến đấu cơ và các chuyến bay giám sát, cũng như mạng lưới phòng không trên mặt đất. Cựu phát ngôn viên NATO Dylan White cho biết vào cuối năm 2023 rằng cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine đã tạo ra tình hình an ninh nguy hiểm nhất ở Âu Châu trong nhiều thập kỷ với các chuyến bay gần không phận của các đồng minh của chúng tôi. Cuộc tập trận hải quân NATO do Romania dẫn đầu bắt đầu ở Hắc Hải. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Romania led NATO naval exercise begins in Black Sea. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Truyền thông Romania đưa tin một cuộc tập trận hải quân đa quốc gia của NATO ở vùng đồng bằng Bắc Hải và sông Danube, bao gồm sự đóng góp của lực lượng hải quân từ 12 thành viên liên minh khác nhau và các đối tác khác đã bắt đầu vào ngày 8 tháng 4. Cuộc tập trận mang tên Sea Shield 24 là lần thứ hai cuộc diễn tập hải quân được tổ chức, lần đầu tiên diễn ra vào năm 2015. Hắc Hải là một sân khấu quan trọng trong cuộc chiến toàn diện của Nga chống lại Ukraine và sông Danube đã nổi lên như một địa điểm quan trọng. Đó là một tuyến đường quá cảnh, thay thế quan trọng nhằm đáp lại sự hiện diện của hải quân Nga trên biển. Hàng trăm quả thủy lôi đã rải khắp Hắc Hải kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào tháng 2 năm 2022. Một số tàu dân sự và tàu hải quân của các quốc gia không tham gia cuộc chiến đã dính thủy lôi kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện.
Theo thông cáo báo chí của Hải quân Rumani, cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của hơn 2.000 binh sĩ, 27 tàu, 17 máy bay và các thiết bị kỹ thuật quân sự khác. Đây sẽ là sự kiện phức tạp nhất do lực lượng Hải quân Rumani tiến hành. Trong số những người tham gia sẽ có Rumani, Mỹ, Anh, Bulgaria, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Lan, cũng như các thành viên không thuộc NATO là Georgia và Moldova. Mục tiêu của cuộc tập trận là chống lại các hoạt động trái phép trên biển và sông, kiểm soát hàng hải và sông ngòi, tìm kiếm cứu nạn trên biển, hỗ trợ tàu gặp nạn và bảo đảm cơ sở hạ tầng quan trọng. Nó sẽ kéo dài đến ngày 21 tháng 4. Các thành viên NATO, Thổ Nhĩ Kỳ, Rumania và Bulgaria tuyên bố vào tháng Giêng năm 2024 rằng họ đã ký một bản ghi nhớ về một lực lượng đặc nhiệm chung rà phá bom mìn ở Hắc Hải, nhưng không rõ khi nào nó sẽ bắt đầu. ISW nhận định Nga tăng cường hoạt động tấn công dù tổn thất ngày càng tăng. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề ISW, Russia ramps up offensive operations despite increasing losses. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thúy Nga. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ, gọi tắt là ISW, ngày 8 tháng 4 cho biết, các lực lượng Nga tiếp tục tăng cường các hoạt động tấn công dọc tiền tuyến, bất chấp tổn thất về vật chất và nhân sự. Nga tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công gần các thành phố Bakhmut và Avdiivka bị Nga tạm chiếm ở tỉnh Donetsk nhằm cố gắng tiến lên khu vực tiền tuyến này. Chersia, nằm cách Bakhmut 10 km về phía Tây, vẫn là một trong những mục tiêu chính của Nga. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Serky ngày 6 tháng 4 cho biết các trận chiến ác liệt đang diễn ra ở phía đông thành phố nhưng vẫn nằm trong sự kiểm soát của Ukraine. Kyiv cũng dự đoán một chiến dịch tấn công mới của Nga sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 28 tháng 3 cho biết như trên. Theo ông Zelensky, Nga sẽ cố gắng huy động thêm 300.000 quân trước ngày 1 tháng 6. ISW nhắc đến một trong những cuộc tấn công mới nhất của Nga theo hướng Chersia vào ngày 4 tháng 4 và nói rằng Nga tăng cường nhịp độ các hoạt động tấn công trên khắp mặt trận, đồng thời giảm thiểu một cách thành công những tổn thất về nhân lực và vật chất có thể gia tăng. Báo cáo cũng nói rằng Ukraine phải đưa ra những quyết định khó khăn, ưu tiên một số khía cạnh phòng thủ, nhằm chuẩn bị cho cuộc phản công trong tương lai trong bối cảnh viện trợ của Mỹ bị đình trệ. Viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine đã bị trì hoãn kể từ tháng 10 năm 2023, do nhiều phiên bản khác nhau của dự luật viện trợ nước ngoài đã bị trịch hướng do những bất đồng về an ninh biên giới. Một số thành viên quốc hội tại Hạ viện đã từ chối ủng hộ gói viện trợ về mặt nguyên tắc, chủ trương phản đối viện trợ cho Kyiv. Vào ngày 7 tháng 4, Zelensky cho biết Ukraine sẽ thua trong cuộc chiến chống lại Nga nếu Quốc hội Mỹ không phê duyệt viện trợ quân sự. Ông Zelensky nói thêm, nếu Ukraine thua trong cuộc chiến, các quốc gia khác sẽ bị tấn công. Các phương tiện truyền thông cho biết bom tự chế được ném vào Đại sứ quán Nga ở Lithuania. Đài phát thanh quốc gia Lithuania gọi tắt là LRT, ngày 8 tháng 4 đưa tin Đại sứ quán Nga tại Vilnius, Lithuania đã bị tấn công bằng bom tự chế do những kẻ tấn công không rõ danh tính ném vào hai đêm liên tiếp. Các đại sứ quán và lãnh sự quán Nga đã là nơi diễn ra các cuộc biểu tình kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện ở Ukraine. Lãnh sự quán Nga ở Moldova bị ném bom lửa vào tháng 3, 2024, khi cử tri xếp hàng tham gia bầu cử Tổng thống Nga. Phát ngôn nhân của cảnh sát Lithuania cho biết, hai vụ tấn công riêng biệt đã xảy ra, lần đầu tiên vào ngày 7 tháng 4 và sau đó là vào ngày 8 tháng 4, cả hai đều được cho là xảy ra vào sáng sớm. Phát ngôn nhân của cảnh sát cho biết, các cuộc tấn công đã gây hư hại cho tòa nhà. Phát ngôn nhân nói thêm rằng, các nghi phạm vẫn chưa được xác định và sẽ không bình luận về động cơ có thể có của vụ tấn công. Một vụ đánh bom liều chết cũng nhắm vào Đại sứ quán Nga ở Afghanistan vào tháng 9 năm 2022, khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 2 nhân viên Nga. ISIS-K cho biết họ đã thực hiện vụ đánh bom.
Đó cũng là nhóm khủng bố Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố tòa thị chính Krakus bên ngoài mặc tư khoa hồi tháng 3, khiến ít nhất 144 người thiệt mạng. Ngoại trưởng Nga thăm Bắc Kinh, nhấn mạnh quan hệ với Trung Quốc. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đến Bắc Kinh hôm thứ Hai để thể hiện sức mạnh của mối quan hệ với đồng minh ngoại giao thân cận Trung Quốc trong bối cảnh cuộc chiến của mặt tư khoa chống lại Ukraine. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cho biết, các bộ trưởng sẽ thảo luận về tình hình ở Ukraine và khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, các vấn đề hợp tác song phương và tương tác trên trường quốc tế. Trích lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Bất chấp sự ủng hộ dành cho Nga trong cuộc chiến Ukraine, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng Trung Quốc có quan điểm khách quan và công bằng về vấn đề Ukraine. Chúng tôi đã tích cực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và các giải pháp chính trị. Trung Quốc không phải là bên tạo ra hay tham gia vào cuộc khủng hoảng Ukraine. Chúng tôi không và sẽ không làm bất cứ điều gì để thu lợi từ nó, cô ta nói với các phóng viên trong cuộc họp báo hàng ngày. Cô ta nói thêm, các quốc gia liên quan không nên bôi nhọ và tấn công mối quan hệ bình thường giữa nhà nước với nhà nước, cụ thể là giữa Trung Quốc và Nga, chứ đừng nói đến việc đổ lỗi cho Trung Quốc và kích động sự đối đầu giữa các khối. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen, người hiện đang kết thúc chuyến thăm Trung Quốc vào thứ Hai, cho biết bà đã cảnh báo các quan chức về hậu quả của việc hỗ trợ mua sắm quân sự cho Nga. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.